Xin chào các bạn và các anh chị em thân mến. Cuối tuần này, thông qua cái chương trình mà nâng cao nghiệp vụ thông miên dịch, Ngọc đã có dịp đến đây và trụ lại ở khách sạn này. Đây là một khách sạn bảo tàng nghệ thuật dạng cao cấp của tư nhân, của hai vợ chồng của người đó là cũng là một nghệ nhân. Họ đã lập nên ở đây là vừa là khách sạn và vừa cũng là nơi bảo tàng nghệ thuật mình có thể đến tham quan. Theo Ngọc biết thì cái phòng mà đêm nay Ngọc sẽ ở lại á thì nó rộng là 82 m². Nói chung ở đây có rất nhiều phòng, nhưng mà từ 40 mấy m² trở lên, 82 là cũng dạng là phòng lớn nhất ở đây rồi. Một đêm như vậy á thì đối với phòng này thì cái giá trung bình là khoảng 300 đô. Nếu như bình thường mà gia đình đi chơi đi nghỉ dưỡng thôi á thì nó cũng nói chung là cái giá này thì cũng hơi cao. Vì phòng khách sạn rất là đẹp, được trang trí theo những cái kiểu cách của các nghệ nhân. Nói chung là khách sạn nghệ thuật mà, cho nên là giá cũng hơi đắt. Và khi mà mình khách mà ngủ lại ở khách sạn này á thì sẽ được giảm 10% cái vé vào bảo tàng nghệ thuật hoặc là cái quán cà phê ở đây. Đây bất cứ phòng nào là cũng có view là nhìn ra biển, rất đẹp luôn và cũng rất nổi tiếng. Như ăn sáng thì không được miễn phí, mình muốn ăn sáng thì phải đặt trước. Và đặc riêng đó là 12.000 won một người là khoảng 240 tiền Việt Nam mình á, là ăn sáng. Khi mà đến đây để nhận phòng á thì cái người quản lý có hỏi là có đặt ăn sáng hay không. Mình phải đặt trước thì sáng hôm sau liền đúng giờ mà mình đặt thì người ta sẽ mang đến tận phòng cho mình. Và bây giờ Ngọc đang trên đường để vào phòng. Mời tất cả các bạn hãy cùng Ngọc tham quan cái khách sạn ở đây xem nó đẹp như thế nào. Và nói chung là rộng và view như ra sao mà giá lại đắt đến thế. Mời các bạn vào phòng và tham quan cùng Ngọc nhé.
sau một đêm ngon giấc thì sáng Ngọc tranh thủ dậy sớm để ngắm cảnh mặt trời mọc. Đây là một địa điểm rất là lý tưởng, mỗi năm mà khi mà tới mà bước sang năm mới á thì rất là nhiều khách đến đây thuê phòng ngủ để mà sáng để vậy mà ngắm mặt trời mọc và họ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới. Tuy là không phải là năm mới hay là ngày đặc biệt gì nhưng mà sẵn có dịp này thì Ngọc cũng tranh thủ dậy sớm để mà ngắm cảnh nè, sáng sớm được nhìn view biển đẹp, nghe tiếng chim hót, tiếng sóng vỗ, không còn gì là tuyệt vời hơn nữa. Cứ sai thả 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 sai.